Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 7 tháng 4 năm 2020. Và quay trở lại màn hình nhỏ quý vị, thì hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một bộ bàn ghế phòng khách bao gồm 10 món tay 15 chất liệu gỗ hương đá. Bộ bàn ghế này chúng tôi làm theo mẫu là mẫu ghế nghê đỉnh, hay còn gọi là mẫu nghê phượng hoặc là nghê bảo đỉnh đấy, rất nhiều tên gọi. Thì trước mặt quý vị đây là tổng thể của sản phẩm đây, rất là đồ sộ và hoành tráng. Quý vị thấy được một tay 15 bao gồm 10 món tổng thể bộ ghế, thì quý vị có thể thấy là cực kỳ là đồ sộ, và chúng ta sẽ cần một không gian phòng khách khá là rộng để kê được bộ bàn ghế này. Và đi vào đường nét chi tiết hơn thì tôi xin giới thiệu cho quý vị, tôi sẽ quay từng bộ phận một. Trước tiên là tôi quay hai chiếc ghế nhỏ đầu tiên. Hai chiếc ghế này thì có kích thước là bề ngang là 67 và sâu là, tôi xin lỗi, bề ngang là 96 và sâu 67, và được phần trương và phần tay của chúng tôi là độc chạm thủ công, và hàng chúng tôi thì là chọn lọc gỗ đẹp cũng như là dày dặn, và vân gỗ thì là tự nhiên hoàn toàn. Đây quý vị thấy được đây, phần vách là chúng tôi đục tam sư vần cầu thưa quý vị, và toàn bộ phần khung vách của tôi là dày 5,5 cm, rất là dày. Cái phần khung này chúng tôi làm rất là dày. Đây là phần trương, phần trương này là trương được chạm nghê ba đầu. Đây cái phần cột này quý vị thấy vân gỗ phần cột đây. Đây là hiện tại là sản phẩm của tôi là mới để phần gỗ mập thôi, vẫn chưa hoàn thiện đánh giáp hoặc chỉnh chu gì cả, toàn bộ là nguyên phần còn thô nguyên. Thì tiếp theo cái phần dưới là phần tay, thì quý vị có thể thấy được đấy, cái tay này chúng tôi là được chạm theo cái mẫu nghê là mẫu rất là mới nhất hiện nay. Từng cái đường vẩy thì chúng tôi là chạm rất là sắc nét, nhưng là cái con nghê quý vị thấy được cái con nghê rất là đẹp, quý vị có thể để ý được so sánh những cái sản phẩm khác. Tiếp theo là dưới phần quây yếm, thì chân là chân 14, yếm tôi là làm yếm cong cũng như là hai tầng cổ chỉ đục sen dẹo, hai tầng cổ chỉ đục sen dẹo, toàn bộ phần mặt ván là dày 2 cm. Tiếp theo vào trong này thì có một chiếc ghế nhỏ tiếp theo cũng như là phần đôn trà. Phần đôn trà này thì có kích thước là sâu 57 và ngang là 47. Chúng tôi làm là có ngăn kéo cũng như là yếm cong. Toàn bộ phần chân chúng tôi là đục chạm cực kỳ là sắc nét, quý vị có thể thấy. Chân là đầu lân, chân móng. Đây là chiếc đoạn dài. Chiếc đoạn dài này thì có kích thước là 2m17 và sâu 67. Phần vách là chạm nghê phượng. Đây phần trương này quý vị, trương là chạm mà trương là đục theo mẫu là mẫu nghê phượng và đục tay thủ công hoàn toàn. Ánh sáng này tôi quay hơi kém một chút. Đây cái phần này là do chúng tôi là rửa nước ở đây nên là nó màu bị loang như vậy, chứ không phải là gỗ như vậy đâu quý vị nhé. Khi nó khô thì nó sẽ đều màu trở lại. Đây cái tôi quay cái phần xa thì quý vị thấy được cái dáng ghế rất là đẹp, với phần tay khuỳnh tôi làm dáng uốn cong rất là đẹp và khớp với cái phần trước. Vách là tam sư vần cầu, bên dưới là có đầu phủ. Phần mặt ghế là mặt ghế liền một tấm. Đây phần yếm này chúng tôi làm hai tầng cổ chỉ và đục sen dẹo. Quay chiếc hai chiếc ghế nhỏ hai bên này, cái dáng ghế thì quý vị thấy được cái dáng ghế chúng tôi làm trông rất là bắt mắt, nhưng là có một cái độ hoành tráng khi chúng ta kê vào không gian phòng khách nhà mình. Cái ngoài ra thì còn có phần bàn. Phần bàn này là có kích thước là một ngang là 107 và dài là 2m17, có hai ngăn kéo cũng như là mặt bàn là chúng tôi là đục tứ linh long ly quy phượng, và chúng tôi chạm khắc rất là sâu. Quý vị thấy được cái độ sâu nó có thể nổi đến từng chi tiết. Những cái chi tiết này quý vị thấy là nó nổi chi tiết lên này. Gỗ là rất là dày và chúng tôi chạm khắc rất là sâu. Toàn bộ những cái phần yếm bàn này chúng tôi đục lân ly hết. Ngoài ra còn có hai chiếc đôn ngồi có kích thước là vuông 47.
Đây tôi quay lại một lần nữa tổng thể của bộ sản phẩm cho quý vị có thể thấy được cái độ hoành tráng của nó như thế nào khi chúng ta kê vào phòng khách nhà mình. Còn quý vị nào mà đang có nhu cầu thì vui lòng xin liên hệ tới số điện thoại tôi để trên biển trước màn hình luôn là 0987510086 nhé. Video tôi đang quay trực tiếp tại xưởng sản xuất của cơ sở đồ gỗ Tùng Tám mà có địa chỉ tại Con Cúc Cẩm Khê Phú Thọ đây. Phía bên trong này là xưởng của chúng tôi nhé. Xưởng bên trong này. Và tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của bộ sản phẩm này bên dưới phần mô tả tại đường dẫn website đồ gỗ Tùng Tám.com để mọi người có thể xem được chi tiết hình ảnh của bộ sản phẩm này. Nếu mọi người mà có nhu cầu đến nội thất phòng khách cũng như là quan tâm đến các sản phẩm đồ gỗ thì xin vui lòng đăng ký kênh để nhận được những thông tin cũng như là những video sản phẩm mới nhất từ chúng tôi và hoàn toàn miễn phí. Xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để xem hết cái video clip này. Hẹn gặp lại trong những video clip khác.